Đức Phật ở trong kinh điển rất nhiều lần khuyên chúng ta niệm Phật, cầu giảng sanh thế giới cực lạc. Con đường này là nhanh nhất, thỏa đáng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, đáng tin cậy nhất. Đồng thời thành tựu thù thắng nhất, không thể nghĩ bàn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, xã hội loạn động bất an, người sống trong thế gian này không có cảm giác an toàn. Quý vị xem khổ biết bao. Tần suất thiên tai của trái đất không ngừng tăng lên. Những tình trạng hiện thực này chúng ta nhìn tương tận rõ ràng rồi, tâm xuất ly tự nhiên liền sanh khởi. Chúng ta cần tìm được một hoàn cảnh an định để học tập. Nơi nào an định nhất thì giới cực lạc an định nhất. Chúng ta phải di dân đến thế giới cực lạc, không nên tiếp tục làm gì khác. Làm những chuyện khác, nói cho chư vị biết không còn kịp nữa rồi. Đây là sự thật, không phải là giả dối.